hello xin chào các bạn, à, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình nông Trọng hay làm. À, lâu rồi mấy bạn hỏi mình về tin tức của Bi, thành ra là ngày hôm nay mình cũng đã tìm hiểu một số cái tin tức từ nguồn chính thống nha các bạn, để trả lời cho một số bạn muốn hỏi về những cái cập nhật mới nhất của Bi Network. À, đầu tiên các bạn là Bi Network vẫn đang ở cái mạng đóng nha mạng đóng Enclosure network à, có nghĩa là ở trên cái hệ thống này là nó không có giao lưu được với những cái blockchain nào khác hết gần như là cũng mình nói giống như là đang testnet thì đó chứ thực ra cũng chưa phải là mainnet nha bởi vì sao các bạn mainnet có nghĩa gì mainnet có nghĩa là à, tất cả tiền sẽ về ví và mở mã nguồn của à, một cái blockchain và để cho cộng đồng tiếp cận thì cái đó là coi như là nó ra thẻ chính thức còn đang enclosure có nghĩa là mạng đóng thì mình chỉ mới à chuyển nhận qua lại lẫn nhau thôi à, thì mình có lên twitter của bay network thì không thấy à, tin tức gì hết các bạn à, cái tin tức mà gần nhất á là vào tháng 3 tháng 4 rồi là hay, cái ngày gọi là happy bay day đó các bạn đó À, có nghĩa là đã 6 tháng trôi qua, nửa năm rồi Không thấy à, Twitter của Bi hoạt động Rồi Là về cái Twitter nghe à về trang Về um, Youtube Kênh Binance World chính thức của uh, Binance World các bạn Thì cách đây một tuần Vào ngày 7 tháng 10 các bạn Là à, có đăng một cái video Và cái video nó cũng được chia sẻ lên cái màn hình chính của Binance World luôn Là một cái buổi AMA của Um, của chen pen thì chen uh, pen là đồng sáng lập với uh, nicolas về cái dự án bay network này thì uh, cái mục đích chính của cái buổi ama uh, thông thường uh, uh, có nhiều bạn chưa biết ama là gì thì ama là một cái buổi mà ask ask me anything à uh, cái buổi đó là giống như cái buổi uh, nói chuyện hội thoại giữa à những người sáng lập và những cái người sử dụng giống như mình vậy đó thì mình sẽ đặt câu hỏi và những cái người à, sáng lập có họ sẽ trả lời thì nó gọi là những buổi ama à, ama ama các bạn là ask me anything đó thì um, trong cái buổi ama này á thì mình nghĩ rằng đó là một cái uh, một cái video tóm tắt lại uh, trên bên đã trả lời thôi trên sau bên đọc nó hơi giống CJ này là CF các bạn CJ là là chủ tịch của Bài Nam nhà sáng lập của Bài Nam đó các bạn Còn này là CF CF trên giao thì là đồng sáng lập của bài Network trong cái buổi ama này thì chủ yếu là CF trên giao giải thích lại cái dự án này thôi các bạn giải thích lại what exactly by network building có nghĩa là cái dự án by network này được được thực hiện là, là mục đích gì thì cái câu trả lời cái câu hỏi này mình nghĩ là bốn năm qua tất cả những bao nhiêu đều hiểu rồi các bạn đều hiểu rồi thành ra là mình thấy cái cái buổi a này nó khá là vô nghĩa luôn các bạn khá là vô nghĩa À, bởi vì sao? Bởi vì bốn năm nay mọi người theo cái đồng bay nước đều hiểu là cái dự án Binance Network này để làm gì. Tuy nhiên là trên giao bên lại lên giải thích lại. À, đây là một cái dự án uh, crypto currency có nghĩa là muốn tạo ra một cái đồng tiền tệ à, không có phải dùng để đầu cơ à, mà là cần có một cái hệ sinh thái để trao đổi mua bán à, dịch vụ à, để tạo ra một cộng đồng rất là lớn và giúp cho mọi người sử dụng bay network giống như là một cái à, loại tiền tệ kỹ thuật số à, tuy nhiên thì tất cả những thông tin này là những thông tin mà trước giờ ai cũng đều biết rồi các bạn thành ra mình thấy cái buổi ama này nó khá là vô nghĩa à, giống như chỉ là một cái lặp um, đi lặp lại thôi các bạn à thì um, cái mình quan tâm nhất là đạt được những gì khi nào thì mới nét thì trong cái buổi ama này không nói các bạn à chỉ nói là là à, à, có cộng đồng rất là lớn rồi này kia thì à, mình không nhận được cái thông tin tích cực nào hết không thông tin cụ thể nào trong cái buổi ama này của chanzo ben thành ra là mình cũng uh, lười mà mà dịch cho các bạn các bạn muốn coi các bạn vô youtube coi luôn nghe các bạn bấm vô cái uh, trên màn hình nền của cái app appy các bạn sau đó là nó sẽ dẫn qua youtube và các bạn xem được các bạn có thể bấm cái nút dịch tự động dịch chuyển sang tiếng việt thì các bạn sẽ hiểu thôi uh, nói chung là cũng uh, nói cái mục đích của bi là là, là một cái uh, đồng tiền tệ rồi uh, muốn có cái đồng tiền tệ tốt phải có hệ sinh thái phải có dịch vụ mua bán abcd và la bla thì cái này nó nó cũng nhiều quá rồi các bạn. Trước giờ là là à, ai cũng hiểu là Mục đích bi nó làm ra cái gì rồi. Thành ra là mình mình thấy cái này nó không hay. Ừ, ok thì thôi bỏ qua. À, còn tình hình thị trường Việt Nam thì sao? À, thì trong những người bạn mà mình chơi các bạn à, và chơi cùng bi đến quật á thì có khoảng mười à, à, mấy người thôi. Bạn rồi đồng nghiệp rồi thì à, hơn một nửa là chưa can quay si được luôn các bạn và những người đó hầu như là những người mà giới thiệu mình vô chơi luôn á và họ có rất là nhiều bi luôn các bạn có người lên tới mấy chục ngàn luôn các bạn các bạn thấy khủng khiếp không nhưng mà đều chưa được kyc các bạn và một số thì uh, đã kyc rồi nhưng chưa được uh, migration có nghĩa là chuyển tiền từ cái mạng test vô cái mạng uh, mann net mà enclosure có nghĩa là chưa được chuyển bi về ví các bạn thì uh, mình không biết cái này là do cố tình hay là do do tốc độ của cái mạng cái việc kyc này mà mình thấy nó chậm quá quá chậm luôn các bạn à, từ từ hôm bữa gọi là nó đóng này là tới giờ là mình thấy cũng chắc cũng nửa năm hay gì rồi các bạn mà thấy cũng chưa kyc xong luôn mà cũng chưa chuyển bi qua xong luôn thì mình nghĩ là có thể là do là um, là hệ thống có nghĩa là team cố tình trì hoãn cái này lý do các bạn là bởi vì cũng chưa có hệ sinh thái mà nếu mà cây quay mà chuyển tiền về cho những cái người mà à có quá nhiều bi á nó cũng nguy hiểm với hệ thống các bạn tại vì họ xả từ lưu hết rồi à theo mà cái um, cái tin mà giá về thị trường gần đây nhất của mình á thì bây giờ nó chỉ còn có vài ngàn thôi các bạn cách đây khi mà vừa mới uh, mainnet đóng á, thì mình uh, mình thấy là nó nó có giá mấy chục ngàn khoảng đầu tiên bốn năm chục ngàn cũng có luôn các bạn sau đó nó xuống lần 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 hai ba chục rồi nó xuống 10 ngàn thì cái video mà gần nhất mình làm về bi á thì uh, có người là họ chịu giao dịch với giá 10 ngàn một bi tuy nhiên bây giờ thì chỉ còn bốn năm ngàn gì đó thôi tại vì mình cũng không có giao dịch nhiều mình cũng không có, có có bán cái đồng này thành ra là mình không biết cái giá chính thức nha nhưng mà cách đây khoảng một hai tháng mà mình làm thì có người họ đã chấp nhận giao dịch trực tiếp ở một cái mức giá là 10.000 các bạn 10.000 cho một bi thì nếu như đối với những người có một hai ngàn bi á thì nó chỉ tầm 10 triệu 15 triệu thôi nhưng đối với những người mà có ở cái tầm hai ba chục ngàn bi tức là họ có à tuyển dép khoảng 100 người, 6 70 người các bạn thì nó cũng là một số tiền lớn đó các bạn, nó phải lên tới ba 300 triệu. À tuy nhiên là mình những người đó thì không biết là được cây quay xi chưa nghe cũng không biết là được à, trả tiền về chưa. Đó hình ra là là à, mình nghĩ rằng cái việc mà kéo dài cái cây quay xi với kéo dài cái việc mà trả tiền về ví á, nó cũng giúp giảm cái vấn đề là là lạm phát cái đồng bi các bạn chứ không thôi là đồng bi giờ nó tụt giá khủng khiếp rồi. À tất nhiên là nó tụt giá này á nó không có phải là mục đích của dự án nha các bạn. Mục đích của dự án là không phải sử dụng đồng bi này để đầu cơ, nó không phải là như một cái loại vàng để tích trữ vàng kỹ thuật số này kia hay là hàng rào chống lạm phát mà họ muốn sử dụng nó để thứ nhất là phân phối công bằng cho mọi người cái đồng này ai cũng có thể đào được và cái thứ hai sử dụng nó như một cái công cụ để thanh toán thì mình nghĩ cái việc mà để sử dụng công cụ ở thanh toán thì nó đụng chạm khá là nhiều đối với à, những cái thể chế chính trị các bạn thành ra là mình nghĩ nó sẽ rất khó khăn để thực hiện cái đó giống như là hiện tại đi hiện tại việt nam mình là cấm sử dụng tiền số như một cái phương tiện để thanh toán coi như là cấm bi rồi đó đó còn ví dụ như bạn trao đổi bi cho nhau thì không sao nhưng ví dụ bây giờ bạn đăng bán một món đồ mà bằng giá bằng bi thì lập tức á, là đã vi phạm pháp luật rồi các bạn đó tuy nhiên nếu như hai bạn à, trao đổi bi với nhau à, bằng cách thức là trao đổi nghe không phải mua bán trao đổi một cái thỏa thuận trao đổi thì nó lại khác đó nhưng nếu như các bạn ờ à, kêu tôi muốn bán bán cái này 10 bi bán cái này 5 bi là vi phạm pháp luật nha các bạn các bạn hãy nhớ là à, mình sống mình phải tôn trọng pháp luật à, làm việc sống tôn trọng pháp luật đó là cái đó là mới lâu dài được nha rồi ok thì đó là những cái cập nhật gần nhất về bi của uh, kênh của mình à, còn à, mình thấy rất là nhiều kênh cập nhật được những cái tin tức uh, rất là, là 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 gọi là giật gân cũng cũng rất nhiều tin tức các bạn nhưng mà mình mình không có theo dõi những cái kênh đó mình thứ nhất mình chỉ theo dõi twitter của bi network và thứ hai là youtube của bi network và cái thứ ba là tại app B Network Những cái phần là phần thông báo của admin. Vậy thôi. À, ngoài lề là mình không coi nha các bạn. Và à, chưa có một cái giờ lịch cụ thể nào cho cái việc mainnet. Mainnet chính thức nha các bạn. Còn mainnet đóng, mainnet mở là cái từ ngữ thôi. Mainnet chính thức là chưa có ngày giờ cụ thể. Các bạn hãy cứ chờ đợi đó nha. Ok. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.